Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Sau khi mà Minh Tú đã đăng ký nguyện vọng về nước rồi á, thì mình biết được khoảng mình còn khoảng 3-4 tuần nữa ở trên đảo Bali. Và mình đã quyết định chi một ít khoản tiền để mà mình có thể trải nghiệm một cái chuyến hành trình với cái cương vị là đại sứ du lịch bụi tại Bali của cộng đồng mạng Bình Chọn. Thì ngày hôm nay Minh Tú sẽ dẫn các bạn cùng đồng hành với Minh Tú đi đến một vùng biển rất là nổi tiếng của Bali, địa danh được mang tên Uluwatu. Trên đảo Bali là 3 tháng rồi mà tôi nói thiệt luôn á, là tôi hơn 2 tháng rưỡi tôi không biết vị mặn nước biển là gì luôn. Tại vì do bé Nam bé quá hoành hành, bé coi như là lộng ngôn lộng hành cái chức quyền, cho nên trước khi mà được coi như là về nước, ngoại kiều nha, nghệ sĩ hải ngoại gốc Việt, trước khi mà về nước thì mình cũng muốn nếm thử cái trải nghiệm vị biển, nước biển ở Bali như thế nào, cho nên mình đã quyết định để đi tới Uluwatu. Nói chung là tất cả bãi biển đóng cửa, nhưng mà tại vì mình tìm được một trong những cái gọi là cái phòng á, mà nó sát biển á, mọi người, khách sạn mà sát biển á, thì mình có thể nhìn thấy biển và cũng như từ cái khách sạn đó mình xuống biển luôn thì được. Cho nên mình đã quyết định chi một ít tiền để mà có vài ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn Let It Be. Bây giờ cho mọi người coi. Đó, đây là cái khách sạn mà mình thuê nha mọi người, at Let It Be. Đó, Ocean Studio. Nói chung á, là cái khách sạn này cái giá đang ở thời điểm là từ 30 cho đến 80 đô một ngày. Nó có nhiều dạng phòng, phòng nhỏ, phòng lớn, rồi phòng bự, phòng to, dịch vụ này nọ đó. Thì nó sát biển, cho nên là giá của nó sẽ hơi cao. Bởi vì cái phòng Minh Tú thuê là cái view biển nó sát biển luôn, cho nên là cái đường đi nó cũng là gặp gần nặng nề, mệt mỏi luôn. Nói chung là qua đây là khỏi tập thể dục luôn nha mọi người, nhìn nè. Đó, nhìn thấy cái dốc không? Cái dốc đi mệt luôn. Cái dốc này là dốc đi lên đường lộ nè, có nghĩa là đi lên đường á. Còn đây là đi xuống cái phòng của cái khách sạn mà Minh Tú thuê. Tôi chứ tôi thấy mệt quá. Cái đường nó len lỏi thêm mấy cái vách đá nè. Tôi nói hồi nãy tôi đi xuống nha, tôi đi xuống tôi thấy biển đẹp quá, biển đẹp quá. Cái xong rồi tôi phải đi lên, tôi vác vali xuống. Mà hả, tôi đi lên thôi nha, tôi lên tôi kêu người ta thôi á, mà tôi muốn xỉu, trời ơi mệt dữ lắm luôn á. Nhưng mà cũng may là có cái anh gọi là cái anh bảo vệ đây nè, anh khiêng xuống giùm, thì mình cũng tip cho người ta một ít kinh phí. Nói chung là người ta rất là vui. Ở đây nè mọi người, ở Bali á, hoặc thậm chí á, là ở Uluwatu á, là rất là đặc biệt. Có những cái couple mà chuyên làm travel blogger hay đi lên đây để quay rồi lướt ván rồi lướt sóng rồi quay mấy cái clip sexy á. Mà một điểm đặc biệt nữa là Uluwatu rất nổi tiếng về lướt sóng, lướt ván á mọi người. Tại vì không biết sao mà sóng ở đây á, hình như rất là phù hợp cho mấy người mà người ta thích lướt ván mà dạng mạnh á. Tại vì sóng ở đây khá là mạnh. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến cái phòng của tôi nha. Đó, cái phòng của tôi nằm ở đó đó, thấy không? Nó nhỏ thôi nhưng mà giá của nó thì cũng tầm, tôi chọn cái phòng nó vừa tầm 50 đô. Ở đây có nhiều phòng lắm, phòng 30, 35, 40, 50, 60, 70. Nói chung là giá dao động từ 3 đến 80, tùy theo cái nhu cầu mình chọn thôi. Bây giờ đi vô phòng nha. Cái cửa này lần nữa là đi vô cái cúi đầu nha mọi người ơi. Đó, một cánh cửa gỗ rất là dễ thương, họa tiết rất là đáng yêu. Tôi đi ra lại để quay cái cánh cửa gỗ. Đó, cái cánh cửa gỗ nhìn giống trong phim hồi xưa ha. Rồi, cái cửa gỗ quay vô. Đi vô thì đập vô mặt mình đầu tiên là cái, đây là cái toilet đó mọi người. Toilet thì cũng nhỏ thôi, một cái dạng phòng studio, nó dạng nhỏ nhắn xinh đẹp thôi mọi người nha. Có bàn làm việc, có một cái giường
cái một cái gọi là cái bếp nhỏ nhỏ xíu thôi nha mọi người, kiểu như nấu mì ăn liền đồ được thôi. Đi pha cà phê, trong đây là cái toilet cũng nhỏ xíu à, nhưng mà có trang bị đầy đủ, máy xay sinh tố, bình đun nước nóng, rồi bình nước cho mình, rồi một cái tủ lạnh rất là nhỏ nhỏ đáng yêu, có trái cây chào nè. Đây đây mọi người, lại đây mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này là hoa sứ. Hoa sứ là đòi hoa cài vô bông tai như thế này à. Đó, một cái vật liệu để mình trang điểm, lộn, nó trang trí cái khuôn mặt của mình đó. Hoa sứ là cái nứ của anh đó. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai. Đây có một cái gương để mà Minh Tuấn ngồi trang điểm nè. Đó đó, mới coi như là bài biện ra để mà trang điểm. Người ta nói là tôn trọng người xem mà, đại sứ du lịch bụi mà. Cái giường ngủ rất là dễ thương ha mọi người ha. Tối nay ai ngủ chung với em vợ? Bên đây thì mình có thêm một cái gọi là sofa nhỏ. Cái sofa này á, người ta nói là có thể đẩy ra thành một cái giường luôn, nhưng mà do gì Tú ở một mình cho nên chỉ làm cái sofa để nằm chơi, đọc sách, đọc ơ rồi đó. Đó, cái căn phòng thì nó cũng nhỏ gọn thôi chứ không có gì gọi là hoành tráng, nhưng mà cái thiết kế nó rất là ấm cúng và nó rất là biển á. Và mình rất là thích những cái nhỏ nhỏ ở trên, những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ ở trên trong cái phòng này, ví dụ như là mấy cái mành hay là mấy cái gối mà bằng này gọi bằng gì ta? Cái này là bằng giấy bố nè, còn cái này gọi như là mấy cái cối này nọ đó. Rồi, bây giờ mình bước ra một cái chỗ mà tao nói là chấn động cuộc đời luôn nha. Em chọn cái phòng này là tại vì cái này nè, cái view này nè. Đó, có một cái giường nằm chống nắng luôn nha mọi người, có một cái giường. Đây có một cái cầu thang luôn, cái cầu thang này là em có thể leo lên và em hát một bản tình ca luôn. Này, biển rất là xanh, cát trắng. Đây mọi người thấy không, rất là nhiều, đằng xa xa là rất là nhiều nhà hàng này nọ mà người ta bán đồ ăn á. Hai này, anh đang chuẩn bị đi lướt bán nè. Đó, nói chung á, cái khuyết điểm là tại vì những cái phòng nó gần nhau á cho nên là dễ nhìn thấy nhau và dễ, mình nếu mà mình làm tiếng động lớn quá là dễ nghe thấy nha mọi người. Úi giời, hạnh phúc quá mọi người ơi. Mỗi lần mà muốn đi ăn đó mọi người là mình phải đi lên những cái bậc thang này nè, mệt quá. Mà ở cái chỗ mình thuê cái hotel này á, nó không có bán đồ ăn. Đi xuống thì rất là easy nhưng mà đi lên thì it's crazy. Mệt quá. Em ngừng lại bên hàng bông giấy sao dán. Hơi nắng bông giấy nè mọi người. Ước mơ của mình á là mình có nhà, xong ở nhà mình có thể có trồng một cái cây bông giấy á. Tại vì mình không có ai chụp hình cho nên mình phải tự xuống vậy mọi người. Đây thì có shop, có khách, có quán ăn, có cà phê. Nè, người ta đi lướt bán đó mọi người. Vẫn chưa hết nha. Từ đây cùng dài nhỏ xíu à. Nhìn nó đã lắm. Nhìn giống như là đi thám hiểm. Nè, coi con đường đó chút xíu. Mỗi lần mà muốn đi ăn đó mọi người là mình phải đi lên những cái bậc thang này nè. Mệt quá. Má ơi mệt quá. Má ơi cuốc. Con thiệt luôn á, ở 3 ngày ở đây bảo đảm cái tích bự ra luôn. Tại vì lên cầu thang á. Hello. How are you? Hi, I'm good. Good, yeah. Ở đây á, đa số là đi xuống đi biển. Nhưng mà Minh Tú cũng có thuê một chiếc xe máy để mà đi vòng vòng ở đây á, thì thuê một ngày là 50.000 rupia. Còn mà từ Simi Nhắc mà đi lên đây thì Minh Tú book xe mà xe ứng dụng á mọi người, khoảng 150.000 rupia từ Simi Nhắc lên đây. Thì đi khoảng 30 phút thôi, tại do không có kẹt xe. Bây giờ thì đi tìm đồ ăn. Ở đây có một ông cụ nhìn rất là cool.
mọi người. Có một cái nốt này mọi người nhớ lưu ý nha. Nếu như mà ai thích ăn kiểu mà healthy và kiểu mà mấy cái đồ ăn, mấy cái smoothie trong cái bowl á, trong cái tô á, hoặc là có thể ăn như là burger thì hãy ghé cái quán này, còn không thì đừng nên nha. Nên là Minh Tú chọn ăn trưa ở đây thì hơi sai, tại vì ở đây sẽ hợp ăn sáng hơn. Thực đơn ăn sáng rất là ngon, nhưng mà thực đơn menu cho cả ngày á, toàn là burger không à. I make my bed, I sleep on it. Thì Minh Tú đã order một salad, kiểu healthy salad với lại một cái gỏi cuốn, không biết sẽ làm sao nữa. Bây giờ tôi sẽ đi rửa tay. Người ta sẽ cho mình một cái welcome drink là có gừng, nghệ với chanh theo cái mùi với cái vị mà mình nếm được. Có đường nữa. Ui, chua như cái nết của em luôn. Đây mọi người ơi, mình order một cái salad. Nhìn nó rất là healthy luôn. Có bơ, có bông cải, có nấm, hành tím, bí đỏ, salad. Đó, vậy thôi. Đây là cái gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn với thịt gà. Nhìn là biết ở Việt Nam ngon hơn rồi đó. Có nước mắm. Trời, đâu có nước mắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Người ta nêm gia vị rồi. Cái nước sốt thì ăn cũng bình thường nha, ăn rau chấm nước tương thôi mà. Bây giờ em thử cái gỏi cuốn nha. Cái gỏi cuốn là bự bằng cái miệng của em luôn á, nên là em phải ăn theo kiểu thanh lịch. Thì cũng là bánh tráng, cuốn rau, cà rốt, thịt gà luộc, không có gì đâu. Bình thường, ăn được. Bởi vì hồi nãy mình ăn không có ngon miệng lắm, cho nên mình thấy có một cái xe bán súp, cho nên mình mua một cái. What is the name of this? Bakso. 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 Yeah, bakso. Like chicken soup? Yeah. Mọi người nhớ hồi xưa đi học mà người ta ở ngoài cổng trường có bán mấy cái xe mà nó có da heo, rồi bò viên, cá viên, rồi ớt, rồi bỏ chung vô, rồi bỏ lưu cái ly, rồi bỏ tương ớt, tương cà, rồi bỏ nước súp vô. Nó na ná giống như vậy á. Chắc tại mình thích ăn mấy cái món lề đường á, cho nên mình thấy nó rất là ngon. Vừa ăn đó. Nó giống mấy cái món ăn mà trước cổng trường hồi nhỏ mình đi học á. Cái này là thịt gà viên. Tại phải để cái máy đó mới quay được, em phải đứng cái thế nó hơi khó nha mọi người. Cái súp á là nó mặn mòi từ da dẻ luôn. Còn cái thịt viên không? Cái thịt viên nó mịn, nó mềm. Nhưng mà nó cũng hơi nhiều bột đó, tại vì nó mềm mà, chứ không phải thịt viên 100% đâu. Mình đi chùa mà chùa đóng cửa rồi, cho nên mình sẽ đi ra biển chơi. Ở đây có những cái quán ăn nhỏ nhỏ, rồi có mấy cái coffee, lộn, cái chỗ bar ngồi ngắm hoàng hôn á mọi người. Và hay mọi người, nó len lỏi trong mấy cái đường nhỏ của mấy cái vách đá đó. Rồi có mấy cái shop nhỏ nhỏ bán đồ lưu niệm, rồi mấy cái nhà hàng local cho mấy dân du lịch bụi hoặc Tây Ba Lô á, kiểu mà không có sang chảnh được đó. Rồi dân shopping. Rồi nó cũng có mấy cái quán bar nhỏ để người ta ngồi, người ta ngắm hoàng hôn á. Nè mọi người nhìn đi, nó rất là cool luôn á. Có mấy cái hang đá đó, xong người ta làm mấy cái cầu thang tự tạo. Tôi rất là cực khổ, tôi vừa đi vừa quay, nên là mọi người làm ơn nhớ coi video của tôi nha. Và nhớ like và nhấn theo dõi kênh của tôi nha. Wow, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mấy cái vách núi nè.
xong rồi ở dưới biển. Người ta đi lướt ván đó mọi người. Người ta đi ra biển luôn. Dry đó mọi người. Dry ở đây là Vaiso Body Six Pack được không nha mọi người nha. Mà hồi đi lên nó mới chứng động. Quá trời dốc luôn. Hả? Rong biển rất là tươi luôn á. Nè, ngày xưa mình ăn cái gì người ta hay bỏ rong biển vô mất tên nè. Chè hả ta? Không biết phải. Hủi muốn ăn luôn á. Đúng rồi, cái này ngày xưa hình như mình ăn cái gì người ta bỏ vô á, chè gì á. Nè, cái rong biển này nè. Rất là nhiều san hô mọi người. Ôi ôi ôi. Nước nó lạnh lắm. Chắc tại tôi chịu lạnh không nổi. Nước biển rất là trong mọi người, nhưng mà cái cát á, cái cát nó cứng nhắc à. Cái cát nó bự chà bá à, chứ không có được cát mịn. Cái cát ở đây nó ngộ lắm luôn á, nhìn nè. Nó tròn, cái viên nó tròn á. Mọi người nhìn cái cát ở đây nó lạ quá à. Nó không phải giống cái cát ở biển mình đâu nha. Nhìn nè. Nó giống như mấy cái viên ngọc mà nó tròn rồi nó nhỏ xíu rồi, giống như cơm tấm vậy trời. Mình order cream á. Là gì nghêu không biết sợ gì. Tôm 80 ngàn đồng gặm. Nó lắm mọi người. Nó tươi. Không, mấy nhỏ thiệt. Đây là ngày thứ hai mà Minh Tú ở Uluwatu. Và ngày hôm nay thì Minh Tú sẽ chọn ăn sáng ở một cái quán cà phê ăn sáng rất là dễ thương. Và Minh Tú tìm cái quán này ở trên TripAdvisor. Tại vì mình đi du lịch một mình cho nên mình cũng không có quen ai chỉ cho mình biết ở đâu hết, thì mình toàn search trên mạng không à. Đây cái quán đây bạn. Đây các bạn nha, cái quán đây, Ghostberry Boutique and Coffee. Một cái nốt đặc biệt là nếu mà mọi người đi với ai mà chụp hình đẹp á nha, là bảo đảm rất là nhiều góc để chụp hình luôn á. Nhưng mà tại vì Minh Tú không ai chụp hết. Sukuna. Nè, ở giữa bước vô rồi có cái khuôn viên ngoài trời. Các bạn có thể chọn ngoài trời là có hồ bơi, rồi có mấy cái ghế ngồi ngoài trời đó. Rồi ở đây có một cái boutique nhỏ, họ bán đồ bơi á mọi người. Đây là cái không gian bên trong. Họ thiết kế theo kiểu thập niên một chút, thập niên pha với hiện đại. Tại sao thập niên pha với hiện đại là tại vì họ theo đường lối kiểu vintage. Nhưng mà những cái thiết kế của họ thì nó phải hiện đại để phù hợp với nhu cầu bây giờ. Vô thì họ cho mình nước suối nè mọi người. Mấy cái hũ này dễ thương quá. Cà phê này rất là ngon nha hơn ơi. Và cuối cùng là Minh Tú cũng đã có những ngày nghỉ thật tuyệt vời tại Uluwatu. Chắc chắn rằng trong tương lai Minh Tú sẽ quay lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem cái video clip này của Minh Tú. Và hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích nó. Hãy cho Minh Tú những cái like, những cái comment và tương tác. Nhớ share cái video clip này. Và quên nữa, nhớ nhấn theo dõi kênh Minh Tú Official nha. Và bây giờ là bye bye và hẹn gặp lại. Mua.